Thế các bạn, anh em mình phải đi vào đây hàn thôi chứ đẽo cây nó không chắc chắn các bạn. Đó. Không có sắt nên lấy cái này làm cái thanh thôi. Như bình thường thì ở Việt Nam mình sẽ dùng toàn bộ bằng gỗ, đây mình không có gỗ nên sẽ dùng. Cái ông phó chủ tịch tỉnh ấy, ông đi qua nhượng, thế là bắt đầu là nói chuyện, xong mà ông ấy hỏi là ruộng lúa này ở Việt Nam mà hay ở đâu, thì nhượng em nhượng có nói là ở dưới Bay Lundu đó. Thì ngài phó chủ tịch tỉnh ngài nói là ngỏ ý là muốn xuống đây thăm đó. Thì ok, hello, chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel Linh Philip Vlog của sống ở châu Phi. Đây là túi thuốc này, hôm trước vợ mình mới mua xong rồi gửi cho anh Đông, anh Đông mới cầm sang cho mình. Hôm trước mình đi thì do là sắm sửa sơ suất quá nên là quên không mang cái loại thuốc này đi. Sẽ thông báo với mọi người đây là toàn bộ chỗ này là thuốc diệt cỏ mầm các bạn. Sau này ví dụ như là mình mà đi xạ lúa ấy, thì xạ xong khoảng 2-3 ngày thì sẽ bắt đầu tiến hành đi phun cái thuốc diệt cỏ mầm này. Sau này vào đây để cùng với mọi người làm đất các bạn, làm đất để chuẩn bị mở rộng cái diện tích trồng lúa đấy. Mọi người thấy thì lúa đây nó đã vàng hết rồi và bây giờ chỉ chờ đến ngày thu hoạch thôi. Sau khi thu hoạch xong thì là mình sẽ lấy cái thóc này để giống các bạn. Đó, lấy cái thóc này để giữ lại để giống. Nên bây giờ tranh thủ thời gian này là sẽ tập trung đi làm đất trước. Buôn đìa. Bà la chào các bạn. Cái này chưa phẳng lắm này. Dưới kia vẫn còn đang ấy. Đó, bây giờ là nói chung là đất ở đây nó phải san rất nhiều các bạn ạ. À. Toàn bộ là phải san bằng cuốc này, bên này thì nó không có trâu bò, không có cày bừa giống như ở Việt Nam mình nữa. Thế nên là đi san đất thì nó sẽ hơi vất vả các bạn. Đây. Ví dụ như cái ruộng này. Ruộng này là phía trên này nó rất là cao. Đó, giờ phải san hết về dưới kia. Tất cả các ruộng nào cũng thế. Lấy bừa kéo hả anh Quý? Làm bừa kéo đỡ nhiều nhỉ. Cuốc cái này lâu lắm. Còn đây. Em đi các bạn cái pro xem ơi. Đây là thuốc diệt cỏ mầm nha. Đây các bạn, đây là thuốc đó, thuốc trừ cỏ, đây là vua cỏ, chuyên đặc trị các loại cỏ lồng vực, cỏ đuôi phụng, cỏ chác, cỏ lát, với cả vẩy ốc, các loại cỏ đó. Đây là mỗi một bình này là một gói. Lúa cấy này trong thời gian là từ 0 đến 15 ngày là phun, còn lúa xạ này cũng từ 0 đến 15 ngày. Một này là 14 gram trên một bình 16 lít, hoặc là 16 gram này, 14 gram này trộn với phân bón hoặc là cát để giải trên một xào. Đó, một gói này sử dụng được một xào, một bình. Đó. Này em mua đâu tầm khoảng độ 100 bình. Mua trước, mua cái này xong chiều cầm về cất. Cất của phòng cất. Controlar này. Esse medicamento para matar capi. Esse veneno. Não é sumo, o que é isso? Então melhor não tirar para beber, senão. Phải nói trước anh em, đây là thuốc diệt cỏ đấy, không phải là cái để pha nước ngọt để uống đâu, nên là đừng có lấy pha nó chết dở. Không, cái này là chiều anh cầm về. Chiều cầm về nhà cất ở nhà mình cho nó ăn chắc. Vâng. Bởi vì bây giờ mình chưa dùng được, cái này thì cũng phải tầm độ nhanh thì cũng phải tầm 20 ngày nữa mới dùng.
Thì nói chung là cứ cắt lúa xong bắt đầu là khi nào mà phơi xong thóc các kiểu ngâm đàng hoàng gieo mạ đi xạ xong thì bắt đầu mới sử dụng được. Hôm qua mọi người vào đây đông đáng nghe cho đi san cái này thì đẹp rồi. Ngày mai bên này lại là ngày lễ, mai ngày kia là ngày lễ. Xem này, bố trí thiết kế cái bừa nhẹ cho. Thế bây giờ anh lên làm luôn đi. Anh lên làm luôn đi. Để đây anh em làm em đây. Anh lên thiết kế xong rồi làm lại cho nó cứng cáp cho ngon lành đi. Chiều cho máy đi kéo xong rồi bừa kéo bao nhiêu được bao nhiêu hay bấy nhiêu chứ cuốc này lâu lắm. Vâng. Chứ bên này nó không có bừa, bên này mà có bừa các bạn, bên này mà có bừa thì mình mượn mấy con bò của cái bác hôm trước vào đây để cho bừa cho nó san ruộng xuống thì tuyệt vời luôn. Đó, nhưng mà đây thì nó lại không có bừa. Với cả là thời điểm hiện tại bây giờ thì đó, cái ruộng này thì nó cũng tương đối là cứng. Trước hết là hôm trước là đã cày một lần rồi, cày rồi gom hết cỏ, nhặt hết cỏ đi rồi. Đó, như mọi người nhìn thấy là ví dụ như là cái khu vực này, cái ruộng này là hôm trước là anh em mình đã nhặt cỏ sạch sẽ hết rồi này. Đó, đất bây giờ là ok, tương đối là sạch rồi. Cái này thì giờ san đi xong bắt đầu là cho máy xuống đây rồi vằm xong thì bắt đầu sẽ khi nào mà có thóc giống các thứ thì là sẽ đi ngâm thóc rồi tiến hành đi xạ lúa ở đây. Bây giờ là trước mắt là vào đây là cho san đi xong rồi làm cho đất nó nhỏ đi, cho nhuyễn đi, cho nước nó ngập. Thứ nhất là để tạo cái lớp bùn non ở trên mặt ruộng này. Cái thứ hai là muốn để ngâm nước cho nó diệt cỏ đấy các bạn ạ. À, ví dụ như bên khu vực ruộng lúa thì cũng thấy ngày trước là nó rất nhiều cỏ tùm giống như bên này, khi mà đi cày mọi người nhìn nó tùm rất là nhiều cỏ đó. Nhưng mà sau khi mà dọn dẹp qua đi một lần rồi thì nó cũng tương đối là ổn rồi đó. Cái này bây giờ chỉ có là ngâm nhiều nước này cho đất nó ngấu này thành cái lớp bùn non đây này. Cái thứ hai là ngâm nước để cho cỏ nó chết. Thời điểm này thì bây giờ nó vẫn đang là cuối mùa mưa ấy. Thế nên là mình cố gắng tận dụng được bao nhiêu nước là sẽ xả hết vào khu vực ruộng này, toàn bộ từ đây xuống dưới kia, sau đó thì sang phía bên kia xả hết vào để cho nước nó ngập, nó nhuyễn ra, nó thành một cái lớp bùn non. Sau này đến khi nào mà vào cấy, vào gieo xạ thì nó cũng đơn giản hơn. Đến mùa khô năm nay thì anh em mình cũng sẽ cố gắng các bạn, cố gắng làm cái khu vực này, bởi vì năm đầu tiên thì nó đã thành công rồi, nhưng mà nó lại vào mùa mưa các bạn. Đến mùa khô chuẩn bị tới đây, tháng 5, tháng 6 thì mình sẽ đi làm lại cái đường mương từ phía ngoài đường nhựa kia trở về đây, cố gắng là sẽ cung cấp đủ nước. Ngoài đường mương ấy thì nó có một cái suối to, thì có thể là mình sẽ dùng đặt hai cái máy bơm to ở ngoài đấy để bơm nước tăng bo về ao, hoặc là bơm xong rồi cho xả trực tiếp xuống đây, còn bao nhiêu nước dư sẽ cho về ao đó. Khi nào mà cần thì lại sẽ hút từ ao lên đây để phục vụ đến vào khu vực ruộng lúa này. Còn năm nay mình đã có 4 cái máy bơm rồi, 4 cái máy bơm để cố gắng để khắc phục cái tình trạng nó khô hạn vào trong mùa khô các bạn. Hy vọng là 4 cái nó sẽ hoạt động tốt trong thời gian tới, và mai mốt thì cũng phải tiến hành bảo dưỡng 2 cái máy bơm cũ các bạn. Máy bơm ngày xưa mình làm ở trong các bản khác ấy. Đợt vừa rồi về thì nó cũng vào mùa mưa nên để trong kho mấy tháng rồi không sử dụng. Mai mốt thì là phải tiến hành đi bảo dưỡng luôn ạ. Bảo dưỡng thay dầu xem những cái phụ kiện gì cần thay thế thì sẽ phải thay luôn. Tại vì nó cũng chuẩn bị vào mùa khô rồi. Đó, bây giờ sẽ phải đi san như thế này. Như nếu như ở Việt Nam mình thì có cái bừa có con trâu con bò lắp vào đây là bừa cái là nó kéo đất đi, giảm đi bao nhiêu sức lao động cho anh em. À, cũng nhanh hơn rất nhiều ạ. Đó, mình cũng đang mong muốn là mua một cái bộ cày bừa ở Việt Nam sang. Thế nhưng mà hôm trước cũng gọi về cho bố thì bố bảo là bây giờ ở quê cái nhà bán cày bừa truyền thống của người Việt Nam mình từ ngày xưa đến giờ thì nhà bác đấy lại nghỉ mất rồi, không bán nữa. Bởi vì bây giờ xã hội Việt Nam mình nó tân tiến rồi. Đó, bây giờ con trâu con bò mà đi cày ở đồng nhìn nó rất là hiếm, ở khu nhà mình thì không có. Khu nhà mình thì trâu bò bây giờ chỉ có ăn với chơi thôi, chứ không phải làm giống như ngày xưa. Bây giờ làm thì toàn máy cày, rồi là đi cắt lúa thì cũng toàn máy cắt liên hoàn, không giống như ngày xưa nữa rồi.
Rufino, você conhece vice governador do Guam? Vitor, conhece? Vice governador do Guam. Alguém conhece? Hã? Ele quer vir aqui que visitar arroz. Hã? Essa semana ou próxima semana? Lorenzo, não acredita? Não acredita? Ok, bạn mình vừa mới hỏi mấy anh em ấy. Hỏi mấy anh em đang làm việc kia thì hỏi mọi người có biết ông phó chủ tịch tỉnh ở đây là ai không, đã được gặp bao giờ chưa, thì tất cả mọi người đều nói là chưa được gặp bao giờ. Đó. Ngày hôm qua thì mình mới nhận được tin của em Nhượng. Nhượng tức là em Nhượng là em trai của anh Hòa. Em Nhượng với cả anh Ngợi hôm qua xuống nhà mình thì Nhượng có nói là cái lúc mà ngày hôm trước ấy, em đi họp họp về các công việc của công ty so với tỉnh ở trên thành phố, thì trước lúc giờ mà chuẩn bị vào họp ấy, thì em ấy vô tình xem cái video về cái ruộng lúa của mình đó, thì cái ông phó chủ tịch tỉnh ấy, ông đi qua Nhượng là bắt đầu là nói chuyện, xong mà ông ấy hỏi là ruộng lúa này ở Việt Nam mà hay ở đâu, thì Nhượng có nói là ở dưới Bay Luân Đù đó, thì ngài phó chủ tịch tỉnh ngài nói là ngỏ ý là muốn xuống đây thăm đó, thì trong thời gian tới ông ấy sẽ cố gắng sắp xếp thời gian để đi xuống đây thăm cái cây lúa của người Việt Nam mình ở dưới huyện chỗ anh em mình đang ở đây, tức là vào trực tiếp vào trang trại của mình đó, một cái điều rất là may mắn đó các bạn. Nhưng mà bây giờ phải chờ xem khi nào mà ông ấy sắp xếp được thời gian thì ông ấy sẽ xuống cùng với Nhượng với anh Ngợi đó, thì Nhượng anh Ngợi thì nói chung là cứ hay đi họp các công việc của công ty ở trên văn phòng của tỉnh ủy suốt các bạn, nên là cái chuyện mà đi gặp mấy lãnh đạo ở tỉnh với Nhượng với cả với anh Ngợi thì là cái chuyện kiểu như là hàng ngày rồi đó. Còn với anh em mình hoặc là với người dân mà gặp các lãnh đạo cấp tỉnh thì là một cái điều nó quá là xa vời các bạn, không bao giờ nghĩ luôn đến luôn, và đặc biệt mình lại là người nước ngoài các bạn, không quen biết thì cái khả năng mà gặp được mấy vị lãnh đạo cấp tỉnh khó lắm đó. Ngày hôm nay thì tao đây thì cũng chỉ giống như mọi khi thôi, tiếp tục để cho anh em đi san hết ruộng đi, như những cái ruộng này là san tương đối là ổn rồi, sau này khi nào mà anh Quý làm xong cái bừa kia thì sẽ vào kéo phù dưới kia về góc này đó. Trên kia cũng vậy, kéo về góc này. Thực tế thì cái anh em đi lấy cuốc mà đi san thế này thì nó chỉ được tầm khoảng độ 70% thôi các bạn ạ, còn sau này là vẫn phải dùng cái bừa đây để đi sửa lại, đi bừa lại. Hôm nay thì mình với anh Quý hai anh em sẽ đi, bây giờ mình sẽ lên kia cùng anh Quý đi sửa cái bừa đó, cố gắng là làm nhanh để ngày mai là bắt đầu có thể tiến hành vào đây để đi sửa chữa luôn, đi san đất luôn, san đất lưng tương đối ổn. Mọi người nhìn lúa bây giờ nó chín vàng hết rồi, đẹp giống như ở Việt Nam mình luôn rồi đó. Cái hàng nói chung những rẻ lúa đây thì đẹp tuyệt vời rồi, không nghĩ là mình với cả anh Quý, đúng thực tế là mình với anh Quý đến bây giờ vẫn không nghĩ là anh em mình có thể thành công được cái vụ lúa nước đầu tiên này. Hy vọng trong năm tới này thì vào cái đợt mùa khô này thì là anh em mình sẽ cố gắng làm hết sức để có thể là chu cấp đủ nước cho cái khu vực cái ruộng này. Đợt này mình sẽ cố gắng mở rộng ra, và toàn bộ cái thóc giống ở đây, cái thóc này thì mình sẽ chọn ra một cái ruộng nào đấy rất đẹp, sau đó thì sẽ cắt để giữ lại làm thóc giống các bạn. Thì nước đây thì cũng đã hôm đến cái đây 2-3 ngày thì anh em mình cũng đã tháo xong hết rồi. Bây giờ thì tất cả các ruộng nó đều khô rồi. Hôm qua thì đây là cũng mới mưa, và trong ruộng hiện tại cũng chỉ là còn có cái nước mưa thôi. Còn bây giờ cứ cố gắng để đây khoảng độ tuần nữa là sẽ cắt đẹp luôn. Có những ruộng thì nó đã chín rất là chín rồi, cắt đẹp lắm rồi. Thế nhưng mà nó không đều đây, ví dụ như cái khu vực này các bạn này. Mình định là để đi cắt lúa sớm, thế nhưng mà do là nó chưa là chín đều. Đây, giờ mình sẽ cầm máy quay trực tiếp, cầm máy quay cho mọi người cùng xem. Đó, ví dụ như là cái khu vực cái ruộng này. Đó, như chỗ này là ở Việt Nam mình đã cắt được đẹp lắm rồi này. Đó. Vàng chóe hết rồi. Nhưng mà mình cũng muốn là
chờ thêm một vài ngày tới cho nó chín thật đều đi. Như chỗ này là vàng đẹp. Ruộng này là ruộng cấy đầu tiên này bạn này. Đó. Ruộng thứ 2, thứ 3, thứ 4. Đó là 4 ruộng anh em mình cấy đầu tiên luôn. Đó. Đẹp lắm rồi, cố gắng ấy. Cố gắng giữ thêm vài ngày tới. Vài ngày nữa là bắt đầu sẽ tiến hành cái cắt. Bây giờ mình sẽ di chuyển lên trên này để cùng anh Phụ em anh Quý làm cái bừa. Được thì một lát nữa sẽ xuống triển khai để đi kéo, đi san đất luôn. Nó xài ở đây. Ok các bạn, anh em mình phải đi vào đây hàn thôi chứ đẽo cây nó không chắc chắn các bạn. Đó. Không có sắt nên lấy cái này làm cái thanh thôi. Như bình thường thì ở Việt Nam mình sẽ dùng toàn bộ bằng gỗ. Đây mình không có gỗ nên sẽ dùng. Thấy không? Tika kin na bon. Rồi, agora reforçar. Esse depo tem que bater, güey. Bate bocado para ele ficar direito, depois só andar para ficar mais seguro, né? Nhờ anh thợ hàn, anh hàn xong các bạn, hàn xong rồi bắt đầu là chiều mang vào trong trang trại để triển khai làm luôn. Đó, giờ nó cũng ra dáng hình cái bừa rồi. Nào. Oi, Laulino, não é dessa daqui. Bota assim. É para afiar uma catana e quanto?